Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông. Chúng tôi luôn cập nhật tin tức mới nhất, nóng nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Người dân gọi hang động này là Vân Tiên, bởi kiến tạo do mẹ thiên nhiên sắp đặt là những kiệt tác nghệ thuật đẹp, độc đáo như ở chốn Bồng Lai tiên cảnh. Trong động có nhiều khối thạch nhũ kỳ vĩ, hình thù khá kỳ lạ, màu sắc rực rỡ. Ngoài vẻ đẹp của thạch nhũ, thì trong động này còn có một hệ thống sông ngầm chảy dài quanh co ngay dưới đáy động. Đến nay vẫn chưa có ai tìm được lối ra hay là lối vào của dòng sông ngầm dưới động này. Sông ngầm ở động này rất đẹp, chảy uốn lượn quanh co. Hai bên dòng sông là nhiều thạch nhũ bao bọc, ôm lấy sông. Từ cửa động xuống 100m chính là đáy động, là nơi có dòng sông chảy ngầm. Nhiều đoạn sông hình thành một số hồ nước lớn, có nhiều đá nhỏ và bùn, nước mát lạnh và trong vắt. Nhiều loại cá như cá trình, cá lăng sinh sống được dưới dòng sông trong động này. Động Vân Tiên hiện tại chưa được khảo sát đánh giá hết. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất kiến nghị tới các tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong và ngoài nước để tiến hành khảo sát. Hiện động Vân Tiên chỉ mới được khám phá gần 1 km. Nhưng theo nhận định của lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và người dân địa phương, hang động này còn rất sâu với nhiều khối thạch nhũ lớn, bãi đá ấn tượng. Chiều qua ngày 27 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Hóa, 52 tuổi, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo hồ sơ của công an, từ năm 2011 đến năm 2021, với chức vụ là Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập, ông Hóa đã tác động để Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Gia Phúc ký hợp đồng giao khoán trái quy định đối với diện tích đất rừng trồng tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập. Sau đó tiếp tục tác động đến Ủy ban Nhân dân xã Phú Văn, Hạt Kiểm Lâm Liên huyện, thị xã Phước Long, Bù Gia Mập để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác minh hiện trường cây gỗ và tiến hành bán số lâm sản trên diện tích đất nói trên nhằm thu lợi bất chính số tiền trên 2 tỷ đồng. Tối ngày 27 tháng 5, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 100 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam. Theo đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5, tại km 5 quốc lộ 15 thuộc thôn La Lay, xã An Ho, huyện Đắk Rông, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng quốc tịch Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Tăng vật thu giữ được 100 bánh nghi là heroin được cất giấu trong xe ô tô có biển kiểm soát Lào 4735 cùng nhiều tăng vật liên quan khác. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận 100 bánh trên là heroin được vận chuyển thuê với tiền công là 6.000 đô la Mỹ từ Lào đưa qua cửa khẩu quốc tế La Lay về Việt Nam tiêu thụ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng mạo danh các thương hiệu doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất hiện ngày càng tinh vi phổ biến. Tình trạng này đang trở nên phức tạp, nguy cơ mất số tiền lớn hơn các hình thức lừa đảo cũ, nên người dân cần hết sức thận trọng. Chị V thường xuyên mua nước hoa trên mạng, mặc dù đã có ý thức cảnh giác nhưng vẫn bị sập bẫy kẻ xấu. Chúng đã dùng thủ thuật quá tinh vi, giả mạo website y hệt của người nổi tiếng để bán hàng. Người bình thường rất khó phân biệt thật giả. Ngay sau đó mình thấy ở trên cái fanpage của chị KOL đó có một cái bài đính chính là mấy ngày nay mình không có bán một cái sản phẩm sale nào. Thì mình mới tá hỏa lên, mình bấm lại cái link mà mình mua hàng thì cái link đó nó đã bị mất. Một trường hợp khác, doanh nghiệp này là đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch, vé máy bay. Thời gian gần đây, đơn vị liên tục bị các đối tượng mạo danh bằng nhiều hình thức như giả mạo website, fanpage để thực hiện các hành vi lừa đảo như đặt phòng, bán vé máy bay giá rẻ. Đã có trường hợp nạn nhân bị lừa đảo lên đến 200 triệu đồng. Khách hàng nói rằng đặt phòng khách sạn với nhân viên của Best Buy, nhưng mà khi gần đến ngày đi thì khách hàng kiểm tra lại với khách sạn thì không có thông tin phòng như mình đã đặt. Ngay lập tức thì chúng tôi nhận được thông tin thì chúng tôi cũng rà soát lại và xác minh với khách hàng rằng là chúng tôi không có nhân viên như vậy. Mới đây nhất thì có những khách hàng của chúng tôi phản ánh rằng là có những đối tượng họ mạo danh Best Buy tuyển đại lý bán vé bay với mức chiết khấu rất là cao.
Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều đường dây tổ chức giả mạo các công ty, thương hiệu uy tín để lừa đảo người dân. Thủ đoạn các đối tượng giả thường sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại để giả là nhân viên chăm sóc khách hàng của các thương hiệu nổi tiếng, gửi tin nhắn hoặc gọi điện triền khách hàng. Từ đây đối tượng lừa đảo sẽ gửi một khoản tiền nhỏ cho khách hàng gọi là tiền trúng thưởng hoặc quà tặng khuyến mãi, sau đó yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định để nhận các ưu đãi. Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, họ thường sẽ khóa các tài khoản và biến mất, để lại khách hàng bị mất toàn bộ số tiền. Thu thập thông tin, họ điều tra thị trường, họ biết được là cái thương hiệu nào đang là hot, cái trend nào đang là hot, cái sản phẩm nào đang là hot. Họ biết được là cái sự tìm kiếm của người tiêu dùng đang đối với cái sản phẩm đưa thương hiệu đó, thì bắt đầu nó sẽ đưa ra những kịch bản làm sao giả mạo những cái thương hiệu đó đi. Trước thủ đoạn tinh vi trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận bất cứ cuộc gọi hoặc tin nhắn thông báo may mắn được nhận quà tri ân, trúng thưởng. Không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai. Không chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội hoặc các trang web có nghi ngờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi PTD News. Đừng quên nhấn nút like, share và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới nhất từ chúng tôi.